ngay khi nói tướng trơn như như thế ở thế giới tam thiên đại thiên này sáu phương biến động đông vọt tây chìm tây vọt đông chìm nam vọt bắc chìm bắc vọt nam chìm giữa vọt bên chìm bên vọt giữa chìm khi ấy các thiên tử cõi dục cõi sắc dùng bột hương đa yết la đa ma la trên đàn cõi trời và dùng hoa sen xanh hoa sen hồng hoa sen vàng hoa sen trắng hoa mỹ diệu vương hoa mỹ diệu âm hoa đại mỹ diệu âm của cõi trời giải cúng thế tôn và thượng tọa thiện hiện rồi bạch phật bạch thế tôn rất kỳ lạ chưa từng có, vì thượng tọa thiện hiện do chân như, nên từ như lai xanh. Bấy giờ thiện hiện bảo các thiên tử cõi dục cõi sắc. Này các thiên tử, nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do sắc, nên do như lai sinh, vì chẳng do chân như của sắc, nên do như lai sinh, vì chẳng lìa sắc, nên do như lai sinh, vì chẳng lìa chân như của sắc, nên do như lai sinh. Vì chẳng do thọ tưởng hành thức, nên do như lai sinh vì chẳng do chân như của thọ tưởng hành thức nên do như lai sinh vì chẳng lìa thọ tưởng hành thức nên do như lai sanh vì chẳng lìa chân như của thọ tưởng hành thức nên do như lai sanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do nhãn xứ nên do như lai sanh chẳng do chân như của nhãn xứ nên do như lai xanh vì chẳng lìa nhãn xứ nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của nhãn xứ nên do như lai xanh vì chẳng do nhĩ tĩ thể thân ý xứ nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xứ nên do như lai xanh vì chẳng lìa nhĩ tĩ thể thân ý xứ nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xứ nên do như lai xanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do sắc xứ nên do như lai xanh, vì chẳng do chân như của sắc xứ nên do như lai xanh, vì chẳng lìa sắc xứ nên do như lai xanh, vì chẳng lìa chân như của sắc xứ nên do như lai xanh. Vì chẳng do thanh hương vị xúc pháp xứ nên do như lai xanh. Vì chẳng do chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ nên do như lai xanh. Vì chẳng lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên do như lai xanh. Vì chẳng lìa chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ nên do như lai xanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do nhãn giới nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của nhãn giới nên do như lai xanh vì chẳng lìa nhãn giới nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của nhãn giới nên do như lai xanh vì chẳng do nhĩ tĩ thể thân ý giới nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của nhĩ tĩ thể thân ý giới nên do như lai xanh vì chẳng lìa nhĩ tĩ thể thân ý giới nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của nhĩ tĩ thể thân ý giới nên do như lai xanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do sắc giới nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của sắc giới nên do như lai xanh vì chẳng lìa sắc giới nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của sắc giới nên do như lai xanh vì chẳng do thanh hương vị xúc pháp giới nên do như lai xanh, vì chẳng do chân như của thanh hương vị xúc pháp giới nên do như lai xanh, vì chẳng lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên do như lai xanh, vì chẳng lìa chân như của thanh hương vị xúc pháp giới nên do như lai xanh. Này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do nhãn thức giới nên do như lai xanh, vì chẳng do chân như của nhãn thức giới nên do như lai xanh. Vì chẳng lìa nhãn thức giới nên do như lai xanh, vì chẳng lìa chân như của nhãn thức giới nên do như lai xanh. Vì chẳng do nhĩ tĩ thể thân ý thức giới nên do như lai xanh, vì chẳng do chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới nên do như lai xanh. Vì chẳng lìa nhĩ tĩ thể thân ý thức giới nên do như lai xanh, vì chẳng lìa chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới nên do như lai xanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do nhãn xúc nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của nhãn xúc nên do như lai xanh vì chẳng lìa nhãn xúc nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của nhãn xúc nên do như lai xanh vì chẳng do nhĩ tĩ thể thân ý xúc nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xúc nên do như lai xanh vì chẳng lìa nhĩ tĩ thể thân ý xúc nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của nhĩ tý thể thân ý xúc nên do như lai xanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên do như lai xanh vì chẳng lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên do như lai xanh vì chẳng do các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra nên do như lai sanh vì chẳng do chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra nên do như lai sanh vì chẳng lìa các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra nên do như lai sanh vì chẳng lìa chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra nên do như lai sanh